Chào quý thầy cô và mọi người đã đến với kênh thầy Vũ Trang Kiệm. Hôm nay em chia sẻ cho thầy cô và mọi người cái cách mà tạo đề chuẩn để chúng ta đưa lên Azuta mà không bị lỗi. Và cách tạo này là bằng một cái công cụ trong cuộc rất là nhanh, và quý thầy cô chỉ làm một vài lít chuột để chúng ta có được một cái đề và chúng ta đưa lên hệ thống Azuta mà không bị lỗi. Vậy cụ thể các bước làm như thế nào thì bây giờ em chia sẻ cho thầy cô và mọi người như sau. Bước thứ nhất thì thầy cô và mọi người khởi động cho em một cái trình duyệt web, thì trong đây em sử dụng là Chrome. Sau khi thầy cô đã khởi động cái trình duyệt web xong thì bây giờ thầy cô sẽ nhập cho em cái địa chỉ như sau. Thì cái địa chỉ này em có để ở dưới cái phần mô tả hoặc dưới phần bình luận, thầy cô chỉ việc click vào thôi thì nó cũng dẫn tới cho thầy cô cái chỗ mà chúng ta tải xuống. Thì bây giờ sau khi em dán xong em sẽ nhấn Enter. Sau khi mà thầy cô nhấn Enter xong thì nó chạy một vài giây, nó dẫn tới cho thầy cô cái chỗ mà guộc và biên soạn. Thì bây giờ thầy cô sẽ tải cái phần này về. Vậy bây giờ thầy cô sẽ nhấn cái mũi tên là chúng ta nhấn vào tải xuống. Và bên góc trái màn hình thì cô thấy rất là nhanh, trong vòng vài giây nó đã tải xuống rồi. Bởi vì phần này cũng rất là nhẹ thầy cô, nó chỉ là một cái tool trong guộc thôi. Sau khi mà tải xong rồi thì thầy cô sẽ nhấn vào cho em cái mũi tên quay lên bên phải này, và nhấn cho em vào là hiển thị trong thư mục. Sau khi thầy cô nhấn hiển thị trong thư mục xong thì nó dẫn tới cho thầy cô đến cái nơi mà nó lưu cái chỗ mà chúng ta vừa tải, đó là thư mục download. Thông thường thì Chrome nó sẽ tải trong thư mục download cho thầy cô. Và sau khi thầy cô tải được cái phần mà guộc và biên soạn xong thì tiếp theo thầy cô làm như sau. Thầy cô nhấn phải chuột, sau đó thầy cô chọn cho em vào chỗ copy, hoặc là thầy cô có thể là nhấn Ctrl C. Và thầy cô đã copy xong rồi thì bây giờ thầy cô thu nhỏ cái cửa sổ này lại cho em. Sau đó thì cô tìm trên màn hình nền đến cái chỗ mà Microsoft Word các thầy cô, tức là biểu tượng Word. Thì ở đây biểu tượng Word của em ở đây thầy cô. Thầy cô nhấn phải chuột cho em, thì cô chọn xong, thì cô nhấn phải chuột. Sau đó thì cô chọn vào cho em cái chỗ mà Open File Location. Rồi em nhấn vào cái chỗ Open File Location. Nó xuất hiện cho thầy cô một cái cửa sổ, thì lúc này thầy cô sẽ di chuyển lên trên cho em. Thầy cô kéo lên trên. Và thầy cô tìm cho em đến cái thư mục Startup. Và đây thầy cô, đây chính là cái thư mục Startup. Và bây giờ thầy cô sẽ click nút để mở nó ra. Sau khi mà thầy cô đã mở thư mục Startup xong rồi thì bây giờ thầy cô nhấp phải chuột cho em ở vùng trống này. Thầy cô chọn Paste, hoặc thầy cô nhấn Ctrl V. Sau đó thì cô nhấn vào cho em là Continue. Vậy là bước thứ nhất thì cô đã hoàn thành cái công việc, đó là copy cái phần mà guộc và biên soạn vào thư mục Startup, để mỗi khi guộc khởi động thì cái phần này khởi động theo để chúng ta sử dụng. Sau khi thì cô đã copy vào đây xong rồi thì bây giờ thì cô đóng cái cửa sổ này lại cho em. Và bây giờ thì cô sẽ khởi động guộc lên cho em. Sau khi khởi động Microsoft Word lên thì thầy cô và mọi người quan sát cho em cái thanh menu ở trên cùng này. Thì thầy cô thấy xuất hiện cái phần guộc và biên soạn. Thầy cô nhấn vào. Thì lúc này nó xuất hiện cho thầy cô rất nhiều những cái tính năng ở trong đây. Rất là nhiều bằng tiếng Việt thì em nghĩ thầy cô có thể tham khảo. Tuy nhiên hôm nay em chia sẻ cho thầy cô và mọi người cái cách mà chúng ta làm đề theo cái cấu trúc của Azuta thôi. Còn những cái phần còn lại thì thầy cô có thể tìm hiểu. Vậy bây giờ sau khi có được cái phần mà cài đặt thành công như bước đầu em đã chia sẻ rồi, là chúng ta đã có guộc và biên soạn rồi, thì bây giờ thì cô và mọi người sẽ làm sao để chúng ta biên soạn theo cái cấu trúc của Azuta. Thì bây giờ em sẽ mở một cái file em chia sẻ như sau. Thứ nhất là nếu cái file mà thầy cô không có sử dụng cái numbering, tức là thầy cô lưu ý các câu này thầy cô, thì cái chỗ này thầy cô, tức là câu 1 chấm hoặc là dấu 2 chấm cũng được, rồi câu 2 chấm hoặc 2 chấm, câu 3, câu 4 và đến hết với thầy cô. Vậy thì nếu thầy cô không có numbering thì chúng ta làm rất là dễ. Và đến đây thầy cô lưu ý là các đáp án thầy cô phải là tô màu cái đáp án mà đúng nhất. Ví dụ như trong câu 1 này thì đáp án C là đáp án đúng nhất thầy cô, thì em tô bằng màu đỏ. Thầy cô nhớ tô bằng màu đỏ nhé. Hoặc là thầy cô không thích tô màu thì thầy cô có thể bôi đen, và thầy cô gạch chân cũng được thầy cô. Thầy cô có thể chọn một trong hai cách. Thì bây giờ trong trường này em chọn một cách, đó là bôi đỏ cho nó nhanh thì cô ha. Và tương tự câu số 2 em cũng chọn về em đổi thành màu đỏ. Rồi các câu còn lại cũng vậy, thì cô lưu ý là chúng ta phải làm đầy đủ nhá, không thiếu câu nào, nếu thiếu thì nó sẽ bị lỗi như thầy cô.
và thầy cô sẽ chọn tất cả những đáp án đúng nhất bằng màu đỏ hoặc gạch ở dưới như em chia sẻ đó. Thầy cô có thể làm bao nhiêu câu thì thầy cô ạ? Có thể 40 câu, 50 câu, 60 câu, 100 câu gì đó thầy cô. Và sau khi mà làm xong thì thầy cô nhớ là có chữ hết. Vậy thì thầy cô thấy khi mà đưa lên hệ thống Ajuta thì thầy cô thường mới có cái phần đáp án ở dưới chữ hết này thầy cô. Mà hiện bây giờ cái đề của em là chưa có phần đáp án. Vậy hôm nay em chia sẻ tức là thầy cô sẽ dùng một cái tool này để lấy tất cả những đáp án này để đưa vào một cái khung và một cái bảng thầy cô. Ví dụ như là thầy cô có 5-10 câu thì nó ít, hoặc 30 câu thì cũng không nhiều. Nhưng mà nếu thầy cô có 4, 5, 6, 7 câu hoặc có những đề là 100 câu thầy cô, thì nếu thầy cô làm thủ công thì thầy cô vẫn làm được. Tuy nhiên nếu thầy cô làm thủ công thì rất là lâu thầy cô. Vậy bây giờ để có được cái bảng đáp án để đưa lên hệ thống Ajuta nó nhận diện thì bây giờ thầy cô làm như sau. Thứ nhất là thầy cô nhấn cho em là Ctrl A để thầy cô chọn tất cả trong đây. Và sau khi thầy cô nhấn Ctrl A xong rồi thì thầy cô sẽ tiếp tục đến cái phần mà buộc và biên soạn ở trên cái thanh menu thầy cô. Sau đó thì cô di chuyển và chọn cho em cái chỗ mà tạo bảng đáp án cuối file. Lúc nãy là không có thì cô, bây giờ chúng ta sẽ tạo. Rồi thì cô nhấn vào tạo bảng đáp án cuối file. Và con chuột nó đang xoay, tức là nó đang xử lý thì cô. Nó xử lý cũng rất là nhanh. Và sau khi mà thầy cô nhấn xong thì nó xuất hiện cho thầy cô một cái option. Thì ở trong đây thì cô có hai chọn lựa. Thì lưu ý cho em là chúng ta chọn ở trên là đáp án được đánh dấu trên từ khóa phương án, tức là phương án đúng nhất thầy cô. Thì ở đây thì cô sẽ có 3 cách để thầy cô làm, đó là gạch chân từ khóa như em đã chia sẻ đó, hoặc là cách thứ hai là tô đỏ từ khóa ABCD là thầy cô tô đỏ một cái kết quả đúng nhất, hoặc là một cái là thầy cô có thể là highlight. Vậy là một trong 3 cái này thì cô chỉ chọn một thôi. Trong trường hợp này của em thì em chọn cái cách tô đỏ, cho nên em chọn cái dấu ở giữa thầy cô và em bỏ cái trên đi, tức là thầy cô nhấn dấu tích vào cái ô mà thầy cô chọn theo cái chúng ta đã định dạng đó thầy cô. Còn hai cái trên này em không chọn thì em bỏ đi, thầy cô cứ click vào là chọn, còn click vào cái là nó bỏ đi thầy cô. Và thầy cô chọn đúng rồi thì bây giờ thầy cô sẽ làm công việc là nhấn có thôi. Và nó đang xử lý thầy cô chờ một chút nó sẽ xử lý rất là nhanh. Và trong một thời gian vài giây thầy cô thì nó đã xử lý xong và nó xuất hiện cho thầy cô một cái bảng thông báo đó là công việc hoàn tất rồi. Thầy cô chỉ việc nhấn OK thôi. Thì lúc này ở cuối dưới cái từ hết thầy cô thấy xuất hiện một cái bảng đáp án rồi. Là thầy cô thấy hoàn thành đầy đủ bảng đáp án rồi, có 30 câu thì nó làm cho thầy cô sẵn luôn là 10 câu trên một dòng. Và thầy cô thấy rất là nhanh thầy cô. Vậy đối với những cái đề mà 4, 5, 6, 7 chục câu thì thầy cô 100 câu thì thầy cô thấy làm cách này rất là hiệu quả. Thầy cô chỉ xử lý trong một thời gian rất là nhanh thôi. Trong trường mà cái đề nhiều câu của thầy cô thì chúng ta sẽ làm cách này rất là hiệu quả và chính xác nha thầy cô. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần mà có bảng đáp án rồi. Vậy là sau khi mà thầy cô đã có bảng đáp án này rồi thì bây giờ công việc còn lại thầy cô sẽ xử lý như sau. Và bây giờ những cái đáp án mà nó chọn nó đưa xuống cái bảng ở dưới đấy thầy cô thì nó đánh dấu bằng cái phần gạch dưới. Và em đã tô màu đỏ đấy. Nếu mà thầy cô để như vậy mà thầy cô đưa lên Ajuta thì thầy cô sẽ bị lộ cái đáp án. Vậy thì bây giờ thầy cô xử lý như sau này. Thầy cô nhấn cho em Ctrl A. Sau đó thầy cô nhấn cho em vào chữ Home. Và thầy cô nhấn cho em vào chữ U. Có gạch dưới thầy cô, hoặc là thầy cô nhấn Ctrl U được thầy cô. Em click vào một cái này thì lập tức thầy cô thấy nó xuất hiện là tất cả đều có gạch dưới. Nhưng thầy cô nhấn thêm lần thứ hai thì nó sẽ bỏ cái gạch chân đi. Thì thầy cô thấy những đáp án nó mất cái gạch chân rồi. Tiếp theo thầy cô sẽ nhấn vào cho em chọn chữ màu đen. Thầy cô nhấn vào cái chỗ mà chữ A này, cái chỗ mà màu của thầy cô. Thầy cô nhấn cho em vào màu đen để nó chuyển tất cả qua màu đen thì nó sẽ không bị lộ đáp án của chúng ta. Và thầy cô thấy bây giờ tất cả các đáp án nó chuyển thành màu đen rồi. Vậy là thầy cô đã hoàn thành công việc mà định dạng theo cấu trúc Ajuta. Và sau khi thầy cô xong thì bây giờ chúng ta chỉ việc nhấn vào lưu thôi. Và sau khi mà thầy cô nhấn lưu xong rồi thì công việc tiếp theo là thầy cô sẽ chuyển qua file PDF. Thì để chuyển qua cái file PDF thì em đã chia sẻ trong một cái video rất là chi tiết. Thầy cô có thể xem lại cụ thể cái video trong kênh của em. Còn bây giờ em sẽ chuyển nhanh nhé thầy cô. Thì nếu mà không có công thức toán học, không có cái phần ký hiệu góc thì thầy cô chỉ việc chuyển theo cách thông thường. Còn nếu mà môn toán mà có ký hiệu góc trong hình học thì cô phải chuyển theo cái cách là chúng ta chọn file RIM. Còn trong trường hợp này thì cô sẽ làm như sau. Tại vì trong đây không có công thức góc thầy cô thì em làm như sau. Thầy cô nhấn file, sau đó thì cô chọn cho em là Save As.
Và thì cô nhấn vào cái thư mục đang mở thì cô này. Này chúng ta chọn cái đường dẫn đến nơi chúng ta lưu với thầy cô. Và thầy cô chọn đâu thì thầy cô ha, em chọn lên desktop. Và sau đó thầy cô đặt tên vào đây. Cái chỗ file name này thầy cô có thể đặt tên khác tùy thầy cô này, còn không thì cô để vậy luôn. Trong trường này em để vậy luôn. Ở dưới cái phần file name đó là save as file thì thầy cô nhấn cho em và chọn cho em cái chỗ là PDF. Tiếp theo thì cô di chuyển xuống cuối góc phải màn hình thì cô nhấn vào cho em chữ save. Và thầy cô thấy trong vòng thời gian rất nhanh nó đã chuyển xong thầy cô. Bây giờ em thu nhỏ cái cửa sổ Word này thầy cô. Và bây giờ thầy cô thấy nó xuất hiện một cái file PDF trên màn hình nền rồi. Bây giờ em mở cho thầy cô xem. Và sau khi em mở cái file PDF lên thì thầy cô thấy là kiểm tra sơ lỗi thì thầy cô thấy là không có lỗi gì thầy cô ha. Thì cô có thể là kiểm tra lỗi bằng cách thầy cô di chuyển xuống dưới kiểm tra các câu xem nó có bị lỗi gì không. Trong trường này thì cô thấy là không có lỗi gì cả. Và tiếp theo em sẽ đóng cái file PDF lại. Và tiếp theo thì cô sẽ đăng nhập vào Azuta và thầy cô đưa cái đề này lên. Sau khi thầy cô đăng nhập xong rồi thì thầy cô nhấn vào đề thi. Và sau đó thì cô nhấn vào tạo đề. Hoặc thì cô có thể là mở một cái thư mục nào đó thì cô đưa vào thư mục. Hoặc là thầy cô có thể tạo một thư mục mới. Thì trong trường này em mở cái thư mục toán 6. Còn thì cô có thể đưa vào thư mục nào đó tùy thầy cô. Hoặc thì cô tạo thư mục mới. Và tiếp theo thì cô nhấn vào tạo đề. Và thầy cô nhấn vào cho em là tạo đề thi PDF 2.0. Tiếp theo thì cô nhấn vào cái mũi tên và đám mây. Và tiếp theo nó xuất hiện một cái cửa sổ yêu cầu thầy cô dẫn tới cái file PDF mà thầy cô vừa lưu ra. Thì bây giờ em chọn cái nơi mà em đã lưu là desktop. Và cái file của em đây thầy cô. Và thầy cô nhớ chọn đến cái nơi mà thầy cô đã lưu nhé thầy cô. Và sau đó thì cô chọn Open. Tiếp theo nó xuất hiện cái cửa sổ này thì thầy cô nhấn vào đóng. Và bây giờ thì cô thấy đề đã đưa lên hoàn chỉnh rồi thầy cô. Rồi bây giờ thì cô kiểm tra lỗi thì ở trên đây nó có chế độ soát lỗi thì nó không báo lỗi thì cô. Thì tức là chúng ta đã hoàn thành rồi. Và thì cô kiểm tra thì thầy cô thấy rất là đẹp. Thì chúng ta đã làm chuẩn rồi thì thầy cô thấy là chúng ta sẽ không bị lỗi đâu thầy cô. Tiếp theo thì cô nhấn vào lưu cho em. Tại vì ở đây chúng ta không có gì sai sót. Còn nếu có sai sót thì cô nhấn vào sửa và thì cô thực hiện nhé. Còn ở đây không có gì sai sót. Nếu thì cô làm chuẩn rồi thì thầy cô không cần phải sửa đâu. Thì cô tiếp theo nhấn vào lưu. Và đến đây thì coi như là thầy cô thấy là nó đã lưu thành công. Cái phần tiếp theo đó là cái phần mà thầy cô sẽ cấu hình đề thi. Thì đến đây thì thầy cô đã quen thuộc rồi. Còn nếu thầy cô chưa quen thì thầy cô có thể xem lại cái phần video đó là đưa đề lên Azuta. Và thầy cô coi cái phần 1 hoặc phần 2 em đã chia sẻ. Thời gian làm bài thầy cô có thể thay đổi nha thầy cô. Và thời gian vào vòng thi thầy cô có thể bỏ trống. Còn nếu thầy cô không bỏ trống thì cô có thể cấu hình nha. Bây giờ em sẽ làm nhanh phần này nha thầy cô. Và đến đây là coi như thầy cô thấy xuất bản thành công. Thì việc còn lại là thầy cô chỉ việc copy cái link và gửi cho học sinh và các em học sinh làm một cách bình thường. Vậy là đến đây em đã chia sẻ xong cho thầy cô cái cách mà quý thầy cô làm cái đề theo đúng cấu trúc Azuta và không bị lỗi. Trong trường hợp là thầy cô sử dụng một cái công cụ trong Word để thầy cô sử dụng làm đáp án và làm rất là nhanh và chính xác. Cái cách này bớt cho thầy cô rất nhiều thời gian. Vậy em chúc cho tất cả quý thầy cô và mọi người chúng ta sử dụng một cách hiệu quả. Vậy nếu quý thầy cô thấy video hữu ích và lần đầu tiên quý thầy cô đến với kênh của thầy Vũ Gia Kiệm thì quý thầy cô nhấn vào cho em một like và quý thầy cô nhấn vào đăng ký và quý thầy cô bật chuông để quý thầy cô có thể đón những video mới nhất của em và cũng là động viên tinh thần cho em để em làm những video tiếp theo. Một lần nữa em chúc quý thầy cô mạnh khỏe. Cuối cùng em kính chào tất cả quý thầy cô và mọi người và hẹn lại quý thầy cô và mọi người trong những video tiếp theo.